Khoa, xin kính chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh và Truyền Hình Tin Tức Sài Gòn. Thưa quý vị, trên tinh thần mong muốn có thể lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng những kiến thức về luật dân sự, với mỗi số phát sóng của chương trình Thấu lý thấm tình, chúng ta lại được lắng nghe các luật sư, các chuyên gia về luật chia sẻ những kiến thức hữu ích. Để rồi từ đó trước mỗi tình huống có xảy ra tranh chấp về dân sự xảy ra trong đời sống hàng ngày thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cách ứng xử vừa thỏa mãn các quy tắc về mặt pháp lý, vừa thấu đáo về mặt tình cảm. Và người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trần Thị Vân Anh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mến chào luật sư ạ. À. Luật sư Văn Anh xin kính gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Thấu lý thấm tình và mến gửi lời chào đến MC Tấn Khoa. À, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Tấn Khoa xin phép à, được đọc lên một lá thư của một vị khán giả để gửi về cho chương trình. À. Chào luật sư, vợ chồng em vừa mới cưới được họ hàng bán rẻ cho mảnh đất để xây nhà ở riêng nhưng lại chưa có sổ đỏ thì không biết có được xây nhà trên đó hay không. Đất này dì của em ở ổn định hơn 30 năm nay, không tranh chấp với ai, nhưng cũng chưa được làm sổ đỏ. Vợ em thì đang có thai, nếu không xây thì sắp tới không có chỗ ở. Nhưng em sợ là xây trên đất không sổ sẽ bị phạt hoặc là buộc tháo dỡ. Xin được luật sư giải đáp là đất không có sổ đỏ có được xây nhà ở không? Em ở quê, xây nhà có phải xin phép không? Nếu được xây thì phải trình báo, xin phép ai và chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục như thế nào? Em xin cảm ơn. Thưa luật sư đầu tiên thì xin luật sư có thể chia sẻ là hiện nay sẽ cần đáp ứng những điều kiện gì để đất có thể được cấp sổ đỏ đây ạ? À? Hiện nay là chúng ta đã có Luật Đất đai năm 2024 đã có hiệu lực thi hành. À vậy thì cái từ mà người dân chúng ta hay dùng gọi là sổ đỏ hoặc là sổ hồng à trong đời sống hàng ngày thì thực ra về mặt pháp lý nó đã có một cái thuật ngữ mới đó chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất à vậy thì các trường hợp để mà cấp giấy chứng nhận à, theo luật thì được chia ra à, một số trường hợp thì có thể kể ra ở đây đó là trường hợp cấp giấy chứng nhận mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất và trường hợp cấp giấy chứng nhận không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà cũng không có cái vi phạm pháp luật đất đai và chúng ta có cái trường hợp là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có cái vi phạm pháp luật đất đai diễn ra trước cái ngày 1 tháng 7 năm 2014 và chúng ta cũng có cái trường hợp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cái giao đất không đúng thẩm quyền vậy thì tùy vào từng trường hợp khác nhau mà luật sẽ quy định các điều kiện tương ứng khác nhau tuy nhiên tự chung lại thì chúng ta vẫn có thể kể ra các điều kiện có thường thấy thường gặp đó chính là đầu tiên phải xem cái thửa đất này là thuộc loại đất gì nếu như đất ở hay là đất phi nông nghiệp hay là đất nông nghiệp thì sẽ có điều kiện khác nhau tương ứng hoặc là xem thử rằng là cái thửa đất này có cái sự vi phạm pháp luật về đất đai hay không và cái việc vi phạm này diễn ra vào thời điểm nào diễn ra vào trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hay là diễn ra vào trước hay sau của cái thời điểm là ngày 1 tháng 7 năm 2014 và phải xem là cái thửa đất này trước đây đã có giấy tờ nào chứng minh cho cái quyền sử dụng đất của mình và phải xem tiếp rằng là cái đất này có đang được à, sử dụng ổn định hay không nói như thế nào để xem rằng là đất có sử dụng ổn định hay không là phải xem trong quá trình sử dụng này cái thửa đất này có bị người khác khiếu nại hoặc là thửa đất này có bị tranh chấp hay là không hoặc là phải xem rằng là cái thửa đất này nó có phù hợp với lại cái quy hoạch sử dụng đất hay không tức là hiện tại cái thửa đất này đang được sử dụng đất đúng mục đích hay là không và chúng ta còn có cái điều kiện về nghĩa vụ tài chính đó là xem à, cái người chủ đất đã thực hiện cái nghĩa vụ là nộp tiền sử dụng đất hay là chưa và chúng ta sẽ còn lưu tâm đến một cái điều kiện nữa đó là người chủ đất này họ đã thực hiện cái quyền đề nghị được cấp cái giấy chứng nhận cho mình hay chưa và nếu như mà trong cái quá trình thực hiện cái việc là đề nghị cấp giấy chứng nhận này của mình cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lại cái văn bản yêu cầu phải hoàn thiện bổ sung thì buộc lúc này cái người đi xin cấp giấy chứng nhận phải hoàn thiện và bổ sung theo đúng với lại cái yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dạ vâng ạ. À thưa luật sư trong lá thư mà vị khán giả có gửi về cho chương trình thì có kể một đoạn đó là được người họ hàng của mình bán rẻ lại mảnh đất để có thể xây nhà ở à, tuy nhiên câu chuyện ở đây là đất lại chưa có sổ đỏ vậy thì trong trường hợp này nếu như mà đất chưa có sổ đỏ thì liệu rằng có được chuyển nhượng hay không thưa luật sư ạ à? À đối với cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phải căn cứ theo điều 45 của Luật Đất đai 2024 và một trong các điều kiện mà Luật Đất đai quy định rằng để thực hiện cái quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó là phải có giấy chứng nhận quyền yeah. sử dụng đất. À vậy thì khi mà chưa có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thì tất nhiên là không thể thực hiện cái việc gọi là chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác được rồi dạ vâng ạ à. và một cái trăn trở nữa của vị khán giả khi mà hiện tại đang có nhu cầu về nhà ở đó là muốn được xây nhà nhưng mà trong câu chuyện này thì khi mà đất chưa được cấp sổ đỏ thì liệu có được phép xây nhà trên mảnh đất này không thưa luật sư ạ à? khi mà nói về cái việc là xây nhà à, trên đất mà chưa có sổ đỏ thì chúng ta có cái luật xây dựng năm 2014 tại điều 89 này quy định Khi mà khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Như vậy để được cấp giấy phép xây dựng thì chúng ta cũng buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mà hay gọi là sổ đỏ yeah. hoặc là các giấy tờ chứng minh về cái quyền sử dụng đất của mình tùy theo từng thời điểm của luật đất đai ví dụ như là có thể luật đất đai của các thời điểm trước đây thì có thể nghĩ đến giấy tờ về quyền sử dụng đất như là bằng khoán điền thổ hoặc là các cái văn bản mua bán Mà được cái cơ quan trước đây người ta công chứng chứng nhận Thì vẫn sẽ được phép xây dựng à, Vậy thưa luật sư trong câu chuyện này Thì rõ ràng chúng ta thấy là mặc dù Vì khán giả có chia sẻ là được họ hàng bán rẻ lại Tuy nhiên nếu mà xét về việc mua bán một mảnh đất Thì cũng là một loại tài sản có giá trị cao à, Vậy thì câu chuyện mua bán đất mà chưa có sổ đỏ Chỉ sang nhượng qua giấy viết tay Thì có thể gặp phải những rủi ro như thế nào đây ạ? À? Một trong những cái mà yêu cầu bắt buộc của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó là bắt buộc về mặt hình thức tức là cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này phải có công chứng chứng thực vậy thì nếu như đặt trong trường hợp là khi mua bán đất chuyển nhượng đất mà qua giấy viết tay tức là rõ ràng rằng là chưa có tuân thủ về mặt quy định của hình thức theo đúng những gì mà luật yêu cầu chúng ta phải làm à, do đó thì khi mà có cái sự vi phạm về hình thức thì sẽ đối diện với việc đó là giao dịch dân sự này là vô hiệu. Ngoài cái việc là giao dịch dân sự, tức là các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này vô hiệu thì còn phải đối diện với những rủi ro rất lớn. Đó chính là có thể là đối diện với việc là bị lừa đảo. Bởi vì trên thực tế diễn ra đã có trường hợp rằng một chủ đất bán một thửa đất cho nhiều người khác nhau thông qua cái việc giấy tay tại vì nếu như mà khi ra công chứng thì cơ quan công chứng người ta có thể kiểm tra được rằng thửa đất này có cái lịch sử giao dịch là gì còn nếu như viết tay thì không biết điều đó điều này chính vì vậy mà một số chủ đất trên thực tế họ đã lợi dụng cái việc này để bán một thửa đất cho nhiều người khác nhau và đồng thời rằng là khi mà không tuân thủ về cái quy định của pháp luật đất đai thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được cái việc là công nhận mình là chủ đất tức là mình không phải là người có quyền sử dụng đất hợp pháp thì dẫn tới việc là mình không sẽ không được cấp giấy chứng nhận và cũng dẫn tới tiếp cái việc là cái thửa đất nó nằm đó nhưng mình không có tiến hành được các cái giao dịch trên thực tế chẳng hạn như là góp vốn thế chấp hay là mua bán lại hay là tặng cho lại cho người khác và đồng thời một điều mà diễn ra trên thực tế rồi và nó diễn ra rất là nhiều luôn đó chính là cái việc mà chúng ta vướng vào phải các tranh chấp đất đai không đáng có và khi này nếu mà vướng phải cái tranh chấp này thì rõ ràng chính bản thân chúng ta sẽ còn đối diện với cái việc rằng tiêu tốn quá nhiều thời gian và đôi khi còn dẫn tới việc là thiệt hại về tài sản nữa. Dạ vâng, rõ ràng như luật sư chia sẻ có khá nhiều những cái rủi ro đến từ việc là mua bán đất đai mà qua việc chỉ là dùng giấy viết tay thôi đúng không ạ? À? Và thưa luật sư, trong câu hỏi của vị khán giả ngày hôm nay thì có một cái yếu tố vị khán giả cũng thắc mắc là nếu như xây dựng nhà ở quê thì có phải xin phép chính quyền địa phương hay không? Và nếu có thì quy trình thủ tục giấy tờ sẽ như thế nào đây ạ? À? Lúc nãy chúng ta có đề cập đến một cái luật Đó chính là luật xây dựng năm 2014 Đã được à, sửa đổi bởi điều 1 của luật xây dựng sửa đổi năm 2020 Thì à, tại đây á, có quy định về cái việc là cấp phép xây dựng Tuy nhiên nếu như mà xin phép xây dựng đối với nhà ở quê thì chúng ta phải xem rằng là cái việc mà xây nhà trên cái thửa đất này nó có phải là nhà cấp 4 hay không? Nó nhà này có phải là nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng hay không? Và điều quan trọng hơn đó là cái thửa đất này nó có thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị hoặc là quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư hay không? Bởi vì nệ hội đủ các điều kiện như vừa nêu trên thì chúng ta mới được miễn cái việc là xin giấy phép xây dựng. Nếu như vậy thì thì cụ thể vào cái câu hỏi của MC thì trường hợp nếu như mà xây dựng nhà ở quê nhưng cái việc nhà ở quê này là nhà nhà nhỏ, nhà cấp 4 và đồng thời rằng là cái nhà ở quê này nó phải nằm trong các cái nơi mà không có quy hoạch hoặc là không có cái quy hoạch về xây dựng à, dân cư ở nông thôn thì mới được miễn xin phép xây dựng còn ngoài ra thì buộc phải tiến hành cái việc là à, xin phép xây dựng à, nếu để mà biết cụ thể rằng là cái thửa đất này của mình nè ừ. nó có nằm trong cái trường hợp là phải xin phép xây dựng hay là được miễn xin phép xây dựng thì chúng ta nên tới cái ủy ban nhân dân xã phường nơi có đất quản lý trên địa bàn của chúng ta để hỏi rằng cái thửa đất này khi mà xây nhà thì có còn phải thực hiện cái việc là xin phép xây dựng hay không thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái câu trả lời là chính xác cho mình. Dạ, vâng, vâng à. rất cảm ơn luật sư đã dành thời gian và có những chia sẻ rất chi tiết cùng với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị hy vọng rằng những thông tin mà luật sư Trần Thị Vân Anh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả chúng ta có thêm những cái góc nhìn về câu chuyện liên quan tới đất đai và nhà ở. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình thấu lý thống tình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.